Xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một chai nước hoa của nhà Chanel, Blue Le Chanel Parfum. Chai này mình chỉ mua vài hộp thôi bởi vì mình đã có bản Eau de Parfum, cho nên là mình không có nhu cầu phải mua thêm một phiên bản mới của chai nước hoa Blue Le Chanel này. Chai nước hoa này được ra mắt vào năm 2018, đó rất là mới. Và về ngoại hình của em nó thì có một vài cái thay đổi nho nhỏ, đó là chữ trên chai là màu vàng thay vì màu trắng giống như là bản Eau de Toilette và bản Eau de Parfum, và cái logo trên nắp cũng là màu vàng. Đó, đấy là hai cái sự thay đổi chai về hình dáng của em nó. Ok, về thành phần nguyên liệu, thì nó cũng có một vài cái sự thay đổi. Ví dụ như mình chỉ ví dụ ở đây thôi nhá. Ở trong bản Eau de Parfum thì nó có hương hoa nhài này, hương labdanum. Đó, labdanum. Thì ở bản Parfum này thì nó đã bỏ đi hai nốt hương đó, và đổ lại thì nó thêm hoa oải hương và dứa, đó vân vân. Thì cái này thì các bạn có thể check trên những cái diễn đàn nước hoa, họ đã list ra rất là chi tiết ví dụ thành phần nguyên liệu rồi. Tiếp theo, để nói về cái cảm nhận mùi hương của mình về chai nước hoa này, có thể nói là với cái cảm nhận của mình, mùi hương của bản 2018 này so với Blue Chanel Eau de Parfum gần như là không có một cái gì khác biệt quá lớn về mùi hương. Có thể là các bạn đọc ở đâu đó các diễn đàn là họ nói là mùi hương, nốt hương khác thế này khác thế kia, thì tất nhiên cái này là mỗi người một cảm nhận. Nhưng còn đối với mình ấy, thì mình có thể nói là nó giống nhau đến 85-90% về mùi hương giữa hai bản Blue Le Chanel Parfum và Blue Le Chanel Eau de Parfum. Đó, điểm mà mình cảm thấy khác biệt lớn nhất đó là ở nốt hương cuối, ở cái dry down của nó. Thì có lẽ là bởi vì trong bản 2018 này nhà Chanel đã cho thêm cái nốt gỗ nhiều hơn, mà đây là gỗ tuyết tùng và gỗ đàn hương, do đó ở cái mùi hương ở nốt cuối này của nó trầm hơn, nó dày hơn, và mình cảm giác là nó bám như kiểu có thể nói là bám dít lên trên da ấy. Đó. Còn ở phiên bản Eau de Parfum này thì mùi hương nó giống như mùi phấn. Đó. Nó bật lên hơn. Khi mà tỏa hương ấy thì nó tỏa ra hơn. Còn bản mới 2018 này thì mình cảm giác nó trầm và nó đầm lại. Nó bám riết lại trên da chứ nó không tỏa ra xa được như bản Eau de Parfum. Đó. Đấy là cái mà mình xịt trên da mình cảm nhận thấy được, đó là điều khác biệt rõ nét nhất. Và sau đây chúng ta hãy cùng xem phản ứng của mọi người khi được ngửi mùi hương của chai nước hoa Blue Le Chanel Parfum này. Okay, I have the smell of this fragrance. Can you smell and you like or not? Please give me your opinion. Yeah, this one. No. Here. Yeah. How you think? Too strong? A little bit? So you feel the is a manly or sexy? I don't know. Yeah? But not bad. Not bad? From 1 to 10, how do we give? 7. 7? Okay, thank you. Yeah. Okay, so this smell for the man. So can you smell and how you think about this smell? It's from a Chanel. Yeah. Yeah, yeah, I know this. You know? Yeah, so know. From 1 to 10, how do we give? 8. 8? 8, yes. And you feel this smell sexy or? Yeah, it's sexy, yeah. Yeah, okay, thank you. Bạn có thể gửi cho mình chai nước hoa này được không? Đây, gửi vào mặt này này. Bạn có thấy nó manly hay là sexy hay là cả hai? Manly. Manly à? Đúng rồi, bạn sẽ cho chai nước hoa này là mấy điểm? 8 điểm. 8 điểm à? Rồi mình cảm ơn nhá.
Các bạn có thể thấy phản ứng của các chị em khi mà được ngửi mùi hương của chai nước hoa này là vẫn là không tệ đó. Họ vẫn dần là cảm thấy thu hút khi mà được ngửi mùi hương của chai nước hoa này. Thì đối với quan điểm của mình, chai nước hoa này thật sự là mình không cảm thấy có ấn tượng mạnh. Bởi vì vài nguyên nhân sau. Cái thứ nhất đó là mùi hương, như mình đã nói, nó không có cái sự khác biệt quá là đáng kể, quá là rõ nét so với phiên bản cũ. Do đó là mình nghĩ là mình không cần phải có nhu cầu mình mua một chai nước hoa mới, một phiên bản mới, nếu như mùi hương của nó vẫn không có sự khác biệt. Ví dụ như các bạn có thể là Valentino Uomo và Valentino Uomo Intense, hai mùi hương đó hoàn toàn khác hẳn nhau đó. Hoặc là Prada Loam và Prada Loam Intense, nó đã có một sự khác biệt. Thế nhưng mà bản 2018 này so với phiên bản cũ nó không có gì khác biệt, cho nên mình nghĩ là mình sẽ không cần phải mua. Và cái thứ hai đó là độ bám tỏa mùi hương. Mình không biết là đối với các bạn khác khi mà các bạn test trên da của các bạn thì như thế nào, nhưng đối với da của mình thì bản 2018 này thực sự là bám tỏa mùi hương rất là tệ so với phiên bản cũ. Trên da mình nghĩ là nó chỉ được khoảng tầm 4 tiếng và sau đó là nó rất là đuối. Nhưng bản Autoperform này thì rất là bền bỉ, dai dẳng trên da của mình đó. Cho nên là mình nghĩ là mình sẽ không cần phải mua thêm một phiên bản nào mới của chai nước hoa này. Về dịp sử dụng thì và thời tiết thì như mình đã nói, nó giống với phiên bản Autoperform, cho nên là các bạn chỉ nên dùng chai nước hoa này vào thu đông và nó khá là đa dụng. Đi học, đi làm, nói chung đi hẹn hò, tùy các bạn đều có thể sử dụng được mùi hương của chai nước hoa này. Thì trên đây là những cái cảm nhận của mình về chai nước hoa Blue de Chanel Parfum. Rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.